Văn Đình xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình BWN băng tần 57.3. Chào Hồng Yến và chào Trần Quốc Anh. Và chào anh Văn Đình, chào chị Hồng Yến và Quốc Anh xin kính chào quý vị khán giả của đài BWN. Cảm ơn quý vị đang theo chương trình sinh hoạt của cộng đồng. Hồng Yến xin kính chào quý vị khán thính giả của đài BWN. Ngày hôm nay một lần nữa, Hội đồng đại diện cộng đồng cùng anh Văn Đình lên đây để trình bày những chương trình sinh hoạt của Hội đồng đại diện cộng đồng vào tháng vừa qua và những sinh hoạt sắp tới. Vâng, trước hết là Văn Đình xin cảm ơn ban giám đốc của đài truyền hình BWN đã cho Hội đồng đại diện cộng đồng có một giờ trong cái chương trình sinh hoạt cộng đồng hàng tháng vào tuần lễ đầu ngày thứ ba hàng tháng. Văn Đình cũng xin cảm ơn cái tấm lòng của ban giám đốc của đài truyền hình BWN. Và bây giờ để mở đầu chương trình sinh hoạt cộng đồng hôm nay thì Hồng Yến có thể tường trình qua cho quý khán giả của đài truyền hình BWN thấy được những cái chương trình mà trong tháng qua ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng cũng như mọi cái sinh hoạt khác mà Hội đồng đại diện cộng đồng đã tổ chức và sẽ tổ chức trong những ngày sắp tới. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi và những gì mà chúng tôi đã làm được trong tháng vừa qua là ngày 7 tháng 2 ngay tại trụ sở cộng đồng đã tổ chức một buổi lễ thượng kỳ cũng như là để quý vị tới đón chào năm mới. Buổi sinh hoạt đó đã diễn ra rất là tốt đẹp, rất là nhiều đồng hương tới để hưởng ứng và cảm ơn tất cả những nhà mạnh thường quân cũng như là những thiện nguyện viên đã tới để giúp đỡ cho chúng tôi một buổi lễ thượng kỳ đầu năm tốt đẹp. Và ngày 13 tháng 2 vừa qua, chúng tôi có tham gia buổi diễn hành xe hoa ở ngay trên đường Bel Air. Tất cả hội đồng đại diện cộng đồng cũng như ban cố vấn và tất cả các thiện nguyện viên cùng với các cô âu cơ đã mặc những bộ quần áo trang phục truyền thống. Cái xe hoa của hội đồng đại diện cộng đồng rất là đẹp, rất là rực rỡ. Như quý vị đã được xem trên đài, những cái buổi xe hoa đó đã nói lên những cái gì mà chúng ta biểu dương tinh thần của người Việt cũng như là những gì mà chúng ta muốn nói lên cho cái đầu năm mới. Và kế tiếp là ngày 20 tháng 2 vừa qua, ở ngay trụ sở ở ngay nhà hàng Ocean Palace, chúng tôi đã làm một buổi tiệc tân niên đón chào năm mới với hơn 600 quan khách đã tới tham dự. Và ngày 20 là ngày 21 tháng 2, ở ngay trụ sở cộng đồng đã có một buổi hội thảo y tế của Hội Y sĩ Việt Houston, có tất cả 7 bác sĩ đã tới để nói lên những cái căn bệnh phổ biến mà người Việt Nam chúng ta hay mắc phải. Buổi hội thảo đã diễn ra tốt đẹp với nhiều đồng hương từ xa tới để có những câu hỏi thắc mắc đã được giải đáp. Và những sinh hoạt kế tiếp mà chúng tôi sẽ tổ chức đó là ngày... Xin chị Yến cho em nói thêm về cái vấn đề mấy chương trình mà đã xảy ra. Thì như quý vị đã biết là cộng đồng chúng ta trong tháng vừa qua làm rất là nhiều việc. Anh em chúng tôi không những là tổ chức riêng cho cộng đồng mà còn phải đi tham dự rất rất nhiều hội đoàn, cũng như những người được mời chúng tôi tới. Thì như quý vị biết là cái tuần tháng vừa rồi đó thì anh em chúng tôi chia nhau đi hết hội đoàn này đến đảng này đến hội đoàn kia. Thì anh em chúng tôi muốn rằng chúng ta cùng nhau làm việc trong năm mới, chẳng hạn như là diễn hành xe hoa của dân biểu Hubert Võ. Anh em chúng tôi có một xe hoa rất là đẹp, rất là gọi là colorful, mà chụp hình rất là đẹp. Mà cái ngày hôm đó thì thị trưởng ông Sylvester Turner cũng tới, mà Quốc Anh cũng may mắn là gặp được ông ta và mời ông ta đứng chụp hình ngay cái xe hoa của cộng đồng Việt Nam chúng ta để tỏ cho ông ta biết là đây là cộng đồng người Việt quốc gia. Chúng tôi mời ông tới và mong rằng ông sẽ nhớ những cái cảnh đẹp như vậy, những cái cảnh đẹp mà người Việt quốc gia của chúng ta đóng góp cho thành phố để mai sau này mình muốn gì thì ông ta cũng rất vui vẻ làm việc với chúng ta. Vâng, bây giờ thì anh Quốc Anh có thể chi tiết thêm về cái tiệc tân niên gọi là Tết Gala mà thường cộng đồng mình hay dùng cái từ đó trong cái ngày 20 tháng 2 vừa qua. Thì trong đó thì
chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái thành công rất là tốt đẹp. Nhưng mà bên cạnh cái thành công đó thì cũng có những cái sai sót, phải không Quốc Anh? Đúng rồi, cái ngày hôm đó tuy là chúng tôi như Quốc Anh vừa nói đấy, hội đồng đại diện cộng đồng có rất là nhiều chương trình mà phải làm cho cộng đồng và cũng phải đi tham dự những tiệc của hội đoàn khác. Thì cái ngày hôm đó chúng tôi cũng lo lắng là tại vì chúng tôi không có thời giờ để làm việc chu đáo cho cái buổi Tết Gala đó. Thì ngày cuối cùng chúng tôi loay hoay xếp bàn, xếp ghế, bao ghế. Thì cái ngày hôm đó tuy là chúng tôi rất là muốn đón tiếp quý vị lồng lẫy, nhưng mà vì thiếu sót hội đoàn, một đảng mà chúng tôi đã làm không vui, thì chúng tôi đã, anh Văn Đình và tôi đã xin lỗi một cái hội đoàn đó, một cái đảng đó. Nhưng mà Quốc Anh cũng xin thay mặt cho các em, anh em trong hội đồng đại diện cộng đồng, xin lỗi quý vị, nếu mà quý vị có gì, thấy gì mà chúng tôi thiếu sót, xin cho chúng tôi biết để rút kinh nghiệm, làm việc tốt đẹp hơn. Nhưng mà chúng tôi muốn tỏ lòng là cảm ơn quý vị đã tới. Nếu mà quý vị có, chúng tôi có cái gì thiếu sót, xin bỏ qua và cùng nhau với anh em chúng tôi làm việc trong năm tới. Để trở lại cái vấn đề này thì bây giờ thì Hồng Yến đi ha. Hồng Yến có thể cho biết chúng ta vừa mới nói qua cái giai đoạn mà của tháng 2. Thì bây giờ cái chương trình của tháng 3 và tháng 4 như thế nào? Hồng Yến có thể chi tiết một phần ở trong đó rồi sau đó anh Quốc Anh bổ túc thêm. Hồng Yến sẽ đưa một rất là ngắn gọn những cái chương trình sắp tới vào ngày, vào tháng 3, vào ngày 13 tháng 3. Chúng ta sẽ có một buổi họp với Hội đoàn Quân đội, Cảnh sát Quốc gia và các hội đoàn ái hữu để chung tay tiếp sức với chúng hội đồng đại diện cộng đồng lo cho ngày 30 tháng 4 sắp tới. Buổi lễ đó rất là quan trọng cho nên chúng tôi cần mọi người tiếp sức. Cho nên chúng tôi cần phải có một buổi họp rất là sớm. Và những ngày kế tiếp nữa và trong cùng ngày tháng 4 là ngày 16 thì có buổi lễ dỗ Hùng Vương. Chúng tôi sẽ tổ chức ngay tại trụ sở cộng đồng. Xin quý vị lắng nghe các thông báo của Hội đồng đại diện cộng đồng để cùng với chúng tôi tới trụ sở cộng đồng làm một buổi lễ dỗ tổ Hùng Vương. Ngày 17 tháng 4 chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc gây quỹ cho ngày Quốc hận 30 tháng 4 ở ngay nhà hàng Ocean Palace. Xin quý vị hãy ủng hộ cho chúng tôi tài chính để có thể làm cho buổi lễ gây quỹ ngày 30 tháng 4 được tốt đẹp. Và một cái điều quan trọng nữa là vào tháng 5, Hội đồng đại diện cộng đồng có hai anh em đó là Son Hàng và Ly Phan sẽ tổ chức một cái ngày để đi qua Peru thăm những cái người nghèo khổ và giúp đỡ cho họ. Sau đây thì Quốc Anh có thể trình bày tiếp về những chương trình. Xin lỗi Quốc Anh để anh chi tiết trở lại một chút xíu ha. Vâng. Rồi anh em mình sẽ nói thêm. Trước hết là ngày 13 tháng 3 là có một buổi họp Hội đoàn Quân đội Cảnh sát Quốc gia cùng với các đoàn thể và hội ái hữu để cùng nhau họp bàn về ngày tưởng niệm 30 tháng 4 2016. Vâng, và tiếp theo là ngày 16 tháng 4 là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương và chúng ta sẽ tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương tại trụ sở cộng đồng. Và thưa quý đồng hương là hôm nay, năm nay nó đặc biệt ở cái điểm là ngày 16 tháng 4 lại đúng vào ngày mùng 10 tháng 3, tức là cái ngày âm lịch mùng 10 tháng 3 là cái ngày Dỗ Tổ Hùng Vương chính thức ở bên Việt Nam cũng như ở các nơi ở trên xứ sở Hoa Kỳ. Đó là mình chọn cái ngày 16 tháng 4 để đúng vào ngày mùng 10 tháng 3. Dù ai đi ngược về xuôi cũng nhớ ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Đó là đại khái như vậy. Và thưa quý vị, Hội đồng đại diện cộng đồng sẽ có những cái chi tiết trong những cơ quan truyền thông sắp tới vào ngày 16 tháng 4. Và ngày 17 tháng 4 là ngày tổ chức gây quỹ cho chương trình 30 tháng 4 năm 2016. Và thưa với quý khán giả là ngày 30 tháng 4 năm nay nó lọt vào ngày thứ Bảy và cũng đúng vào ngày 30 tháng 4 và chúng tôi tổ chức ở tại Hilton. Rồi anh Quốc Anh có thể chi tiết thêm không anh Quốc Anh? Vâng, cảm ơn Văn Đình và chị Hồng Yến. Thì hai năm vừa rồi chúng tôi tổ chức ngày 30 tháng 4 rất là long trọng.
Và chúng tôi muốn mỗi năm làm khác hơn và mỗi năm kêu gọi mọi nhiều người tham dự, không những tham dự mà tham gia hơn. Chẳng hạn như năm này chúng tôi họp với các hội đồng quân đội và cảnh sát quốc gia và tất cả các đoàn thể chính trị, chúng ta cùng nhau tham khảo về những cái gì mà chúng ta nên làm. Và chúng tôi thì muốn là cái năm nay chúng tôi kêu gọi thật là nhiều học sinh đến tham dự với chúng ta, tham gia với chúng ta, thì chúng tôi sẽ kêu học sinh trung học và đại học. Thì nếu mà quý vị mà có con em học trung học hay là học đại học, xin liên lạc với chúng tôi, tại chúng tôi có rất là nhiều việc để làm. Các em trước khi ngày 30 tháng 4 thì chúng ta còn rất là nhiều việc phải làm. Rồi cái ngày mà 30 tháng 4 đó thì cần các em mặc quần áo trắng, các em trai thì áo trắng, quần đen, các em nữ thì có thể mặc quần dài trắng để cầm những cái lá cờ. Kính thưa quý vị, lá cờ Việt Nam Cộng hòa cờ đỏ và cờ vàng ba sọc đỏ, để chúng ta có thể là đi cho nó thật là đẹp. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy là mấy em khi mà cầm càng nhiều em càng tốt quý vị, có nhiều em cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi từ xa đến sân khấu thì nó sẽ tạo ra một cái không khí rất là đẹp. Bởi vậy chúng tôi muốn rất là nhiều các em tham dự. Và chúng ta, mục đích của chúng ta tổ chức ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 30 tháng 4, như quý vị đã biết, là để cho con em chúng ta biết cái lý do, cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4. Nếu mà sau này các em còn biết cái ý nghĩa đó, để chúng các con cháu mình sẽ giữ cái kỷ niệm 30 tháng 4 và truyền lại cho con cháu của chúng ta. Kính thưa quý vị, khi mà nhiều con em chúng ta tham dự thì đó là một cái kết quả tốt mà chúng ta cần làm. Và chúng tôi rất cần nhiều những người mạnh thường quân có thể giúp đỡ chúng tôi như cái ngày gây quỹ cho ngày 17 tháng 4. Xin quý vị hãy đóng góp, một là thời gian, hai là sức, ba là tiền bạc, để chúng tôi có thể tạo ra cái tổ chức cái ngày 30 tháng 4 năm này thật là lớn và thật là long trọng. Vâng. Bây giờ thì Hồng Yến trả lại một vài chi tiết ở trong cái sinh hoạt của trụ sở cộng đồng trong thời gian gần đây thì như thế nào? Cái sinh hoạt nó có thêm phần nhộn nhịp hay không? Nó có những cái gì phức tạp hay không? Hay là có những cái gì mà giúp ích cho đồng hương của chúng ta ở trong thành phố Hiệp Thành, đồng Hồng Yến? Dạ, kính thưa quý vị, như quý vị đã biết thì Hội đồng đại diện cộng đồng luôn luôn quan tâm tới sức khỏe cũng như là về văn hóa của đồng hương, cho nên chúng tôi luôn luôn có những lớp học như lớp computer của anh Minh Tính ở ngay trụ sở cộng đồng, có 2 lớp, nên quý vị hãy tới đó để mà ghi danh hoặc là nghe thông báo trên đài để mà có thể tới trong những với những cái lớp học rất là bổ ích cho quý vị. Và ngay tại trụ sở cộng đồng cũng có 2 lớp võ, một lớp võ của Thầy Quốc Lâm đã thường xuyên tổ chức vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 cho các em nhỏ từ 6 giờ cho tới 7 giờ rưỡi, và một lớp ngày Chủ nhật dành cho những người lớn. Và mới đây chúng tôi có thêm một lớp võ của người ngoại quốc là anh Alice. Xin quý vị hãy tới để mà nghe những cái lớp võ mà quý vị có thể chọn để mà quý vị tới tập võ ở ngay tại trụ sở cộng đồng. Còn chúng tôi vẫn có chị Hồng Võ tiếp tục giúp đỡ cho chúng tôi. Mỗi tuần chị có mặt ở trụ sở cộng đồng vào ngày thứ năm để giúp cho quý vị tìm việc làm hoặc là giúp đỡ cho những người lớn tuổi neo đơn cần có người tới giúp đỡ. Xin quý vị hãy gọi cho chị Hồng Võ. Số phone của chị là 713-922-9583. Hội đồng đại diện cộng đồng cũng đang cố gắng sẽ tổ chức vào tháng 6 ngày 18 một buổi khám sức khỏe miễn phí giống như cái năm vừa rồi chúng tôi đã vừa làm vào tháng 1 vừa rồi. Cho nên quý vị hãy nghe thông báo để có thể tới khám sức khỏe miễn phí, đo máu và rất là nhiều thứ ở trong đó. Xin quý vị hãy nghe thông báo của Hội đồng đại diện cộng đồng. Vâng, đó là ngày 18 tháng 6, hội chợ y tế tại trụ sở cộng đồng từ 9 giờ đến 11 giờ, kính thưa quý vị. Và như quý vị, cả 2 tháng rồi mà chúng ta chưa tổ chức chợ đêm, cho nên nhiều người hỏi anh em chúng tôi là chừng nào có tổ chức chợ đêm. Thì kính thưa quý vị, tháng 5 chúng tôi sẽ tổ chức chợ đêm vào tháng 5. Và
Và cũng nhắc lại một vấn đề như là Lee Son, hai người trong thành viên cộng đồng sẽ đi Peru để giúp những người nghèo. Thì như kính thưa quý vị, nước Peru rất là nghèo, mà chúng ta thì thấy là thời xưa chúng ta thiếu thốn, không có quần, không có dép mà đi. Nhưng mà hai em này sẽ đi Peru và hợp tác với Cha Tâm và các bác sĩ khác sẽ đi qua Peru để giúp. Vậy thì nếu mà quý vị có quần áo, có thuốc men mà muốn donate, muốn tặng để cho Lee và Son mang tới Peru, thì xin quý vị hãy mang ra trụ sở cộng đồng, hay là mỗi cuối tuần từ bây giờ tới tới tháng 5, chúng tôi sẽ cố gắng tới chợ Hồng Kông 4, mỗi cuối tuần ngồi đó. Chúng tôi sẽ bán ticket cho raffle ticket cho ngày gây quỹ và vé bán vô cửa. Tiện đó thì quý vị có thể tham khảo thêm về cái chuyến đi Peru này, quý vị có thể ủng hộ được gì thì ủng hộ để hai em có thể mang những cái quà của cộng đồng chúng ta tặng cho mấy người nghèo ở nước Peru. Và cũng một chuyện rất là quan trọng mà anh em chúng tôi đang làm việc với văn phòng nghị viên bác sĩ Lê Minh Đức là sẽ thành lập một ban vận động thành lập Little Sài Gòn và an ninh tổng cộng. Trong tương lai chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết để quý vị có thể tới trụ sở cộng đồng để họp với chúng tôi, cho chúng tôi ý kiến làm sao mà chúng ta có thể thành lập được Little Sài Gòn. Và chúng tôi mong muốn là có thể đặt một trạm cảnh sát ngay trong Little Sài Gòn nữa, kính thưa quý vị. Đó là hai việc mà chúng tôi đang làm. Và một chuyện mà chúng tôi đã làm là một cái chuyện là như quý vị đã biết là cũng có nhiều quý vị nghe trong internet là gọi là Hồ Chí Minh Trail, tất nhiên là đường chạy bộ hay xe đạp mà họ đặt tên là Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, thì cảm ơn quý vị đã cho hội đồng đại diện chúng tôi biết, và chúng tôi và đã làm việc với văn phòng nghị viên Lê Minh Đức ngay cái ngày mà chờ quý vị báo cho chúng tôi. Và bây giờ thì anh Nhất Nguyên, hội đồng giám sát, đứng lên để làm việc với nghị viên và đã giải quyết được cái vụ này. Cái park mà gọi là Memorial Park, cái khuôn viên của Memorial, thì người ta chấp nhận là Hồ Chí Minh Trail không có tên chính thức, không có chính thức, chỉ có một số em mà không biết Hồ Chí Minh là ai, họ tự đặt đó cái nickname để cho nickname là vui chơi cho nó chạy thôi, nhưng mà thật sự không có. Bởi vậy quý vị hãy yên tâm, nếu mà quý vị có cái gì mà cần chúng tôi can thiệp thì chúng tôi sẽ can thiệp ngay. Và đặc biệt cái tên này chúng ta trong cộng đồng chúng ta không muốn cái tên. Bởi vậy chúng tôi đã làm việc ngay cái ngày hôm đó với hội đồng đại diện cộng đồng và nghị viên, và anh Nhất Nguyên đã take care cái việc này, cho nên quý vị khỏi lo. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta cũng không còn thời gian nhiều. Thưa quý vị, Văn Đình cũng nhắc lại là hai bạn trẻ ở trong ủy viên hội đồng đại diện cộng đồng, tức là San Hân và Li Phan, sẽ đi Peru để giúp đồng bào nghèo khó, những người mà đang sống ở cơ cực ở trong nước Peru. Thành ra xin quý vị nếu có những cái thuốc men, quần áo thì mấy em này sẽ mang đi và tặng cho những người nghèo khó đó trong cái thời gian tháng 5 sắp tới đây. Và mỗi tuần vào ngày Chủ nhật thì hội đồng đại diện cộng đồng cũng có đại diện ở ngoài chợ Hồng Kông 4 để xin quý vị mang đến và đưa về trụ sở cộng đồng để các em mang đi làm cái công việc rất là hữu ích cho cái tấm lòng thiện nguyện của những ủy viên ở trong hội đồng đại diện cộng đồng. Bây giờ thì Hồng Yến có thể bổ túc thêm những cái chương trình sắp tới cũng như những việc mà chúng ta đã nói trong cái thời gian vừa qua. Bây giờ thì thời gian cũng còn rất là ngắn, thì xin hai em chia sẻ những cái gì mà em muốn cảm thấy còn thiếu sót ở trong những cái lần mà chúng ta đã nói trong cái thời gian này. Trước hết Hồng Miến xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho chúng tôi, và chúng tôi cũng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh là người đầu tiên đã ủng hộ một số thuốc men cho chương trình Peru để hai bạn có thể đi thăm những người nghèo khổ. Và Ly Phan cũng nhắn gửi với Hồng Miến là xin quý vị hãy ủng hộ quần áo cũng như là vitamin hoặc là thuốc Tylenol. Nếu mà quý vị có những cái gì mà quý vị không cần dùng tới để cho những người nghèo mà chúng tôi có thể đem đi thì
quý vị hãy tới trụ sở cộng đồng để đem cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin tha thiết kêu gọi quý vị ủng hộ cho Hội đồng đại diện cộng đồng làm trọn nhiệm vụ trong cái ngày tiệc gây quỹ cũng như là ngày 30 tháng 4 sắp tới. Cảm ơn quý vị. Và cái chuyến đi mà Peru sẽ bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 5. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có con em mà muốn đi với cùng hai anh em trong Hội đồng đại diện cộng đồng, xin liên lạc với chúng tôi, tại chúng tôi cần rất là nhiều giới trẻ đã thành công, bây giờ muốn gọi là give back, mang lại trở lại cho cộng đồng chúng ta hay là cho những cộng đồng nghèo trên các nước trên thế giới. Xin hãy liên lạc với chúng tôi để cùng nhau làm việc. Kính thưa quý vị, thời giờ đã hết, thì tiện đây thì cũng chúc quý vị khỏe mạnh, cùng nhau đóng góp với cộng đồng, cùng nhau làm việc với cộng đồng để cái ngày trong tương lai được tốt hơn. Và đặc biệt ngày 30 tháng 4 chúng ta sẽ làm một buổi lễ kỷ niệm thật long trọng. Vâng, Văn Đình xin kính chào quý vị.